Chào mừng các em đã đến với www.sửamáy66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Khủng hoảng của hôn nhân gia đình và những hệ quả của nó. Một La Mã, quan hệ tình dục tiền hôn nhân và vấn đề giáo dục giới tính. Một nhỏ, thái độ đối với quan hệ tình dục tiền hôn nhân. Giới tính và giáo dục giới tính đã được đề cập tới ngày một nhiều trong thời gian gần đây. Đó là do sự gia tăng của một số hiện tượng xã hội có liên quan, như tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, tỷ lệ thanh niên có con sớm, sự phát triển của số người nhiễm HIV/AIDS. Mặt khác, qua các ca tư vấn và thực tiễn xã hội cho thấy, sự hiểu biết về giới tính, về sức khỏe sinh sản, về quan hệ tình dục trong giới thanh thiếu niên còn rất hạn chế. Ở Việt Nam, vấn đề giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản vì nhiều lý do thực sự gần đây mới được quan tâm tới. Qua những công trình nghiên cứu đã được công bố, có thể thấy ba nhóm chuyên đề nghiên cứu có liên quan tới vấn đề này. Nhóm đề tài nghiên cứu về mại dâm, quan hệ của nó với HIV/AIDS. Nhóm đề tài về quan hệ tình dục và nạo thai trước hôn nhân của thanh niên. Nhóm thứ ba gồm những nghiên cứu về giáo dục giới tính và tình dục trong trường phổ thông, cũng như những hiểu biết của học sinh, sinh viên về vấn đề này. Trong hướng nghiên cứu về các vấn đề giới tính và tình dục trong giới học sinh, sinh viên, có thể kể đến các nghiên cứu xung quanh chương trình giáo dục đời sống gia đình và tình dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy trước khi giảng dạy thử nghiệm, kiến thức của các em học sinh về giới tính và tình dục rất kém. Sau khi được học một thời gian, trình độ hiểu biết của các em đã được nâng cao hẳn. Từ đó có thể thấy việc đưa chương trình giáo dục đời sống gia đình và tình dục vào trường phổ thông là hợp lý và cần thiết. Ngô Đặng Minh Hằng năm 1998. Vào những năm 1989-1991, Viện Tâm lý Giáo dục đã tiến hành cuộc trưng cầu ý kiến của hơn 600 phụ huynh học sinh trong 19 tỉnh, đã thực hiện thử nghiệm chương trình giáo dục đời sống gia đình và tình dục về việc có nên đưa giáo dục giới tính vào trong trường học không. Kết quả cho thấy có hơn 50% số người được hỏi hoàn toàn ủng hộ chương trình đó. Chỉ có 10% không ủng hộ việc làm này. Họ còn yêu cầu nhà nước đầu tư nhiều hơn để nâng cao kỹ năng giảng dạy về vấn đề này cho giáo viên. Hiện nay hầu hết những nghiên cứu khoa học xã hội về giới tính và tình dục thường chủ yếu được thực hiện tại các thành phố, vì ở những nơi này, hiện tượng đó được coi như một trong những hiện tượng xã hội nổi cộm. Tuy vậy điều đó không có nghĩa là hiện tượng này không phát triển ở nông thôn. Chúng ta đang thiếu những dữ kiện khoa học để chỉ ra được sự khác biệt nông thôn đô thị về vấn đề này. Năm 1998, Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân và Gia đình thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã kết hợp với khoa xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức nghiên cứu về quan niệm của thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh đối với vấn đề quan hệ tình dục tiền hôn nhân. Các kết quả cho thấy sự không đồng nhất trong các ý kiến. Nữ thanh niên thường tỏ thái độ không tán thành cao hơn. Những người nghiên cứu e ngại rằng phụ nữ sẽ không hợp tác do bản tính rụt rè và do quan niệm văn hóa. Tuy nhiên, không như nhiều người hình dung, khi thảo luận về vấn đề tình dục, các nhóm đối tượng đều tỏ thái độ rất tự nhiên thoải mái. Ngay cả trong nhóm nữ, thậm chí những người chưa có gia đình, chúng tôi cũng không nhận thấy sự e dè ngại ngùng nào cả. Rõ ràng những yếu tố của xã hội hiện đại đã tác động không nhỏ đối với quan niệm của người dân. Thái độ đối với quan hệ tình dục, tiền hôn nhân cũng bị biến đổi trong tương quan với lứa tuổi. Sự sắp xếp thứ tự của điểm trung bình cộng trong thang đánh giá của nhóm lứa tuổi cho thấy mối tương quan thuận chiều giữa lứa tuổi và thái độ thoáng dần trong quan hệ tình dục. Càng lớn tuổi, người ta càng có xu hướng ngã sang coi quan hệ tình dục, tiền hôn nhân là chuyện bình thường. Những thông tin định tính thu được thông qua các cuộc phỏng vấn nhóm tập trung cũng cho thấy có sự biến đổi nhất định trong quan niệm đối với vấn đề quan hệ tình dục tiền hôn nhân trong giới thanh niên, nhưng không phải họ đã hoàn toàn chấp nhận thái độ buông thả. Chẳng hạn như ý kiến của một nam sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được ghi nhận như sau. Theo em thì cách đánh giá của xã hội đã thay đổi rồi, tức là người ta không đồng ý lắm với chuyện đó, nhưng khi đã lỡ rồi thì cha mẹ sẽ động viên con cái. Sau khi vấp ngã, sẽ đứng lên tiếp tục. Còn một ý kiến khác của một nữ sinh cũng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, em nghĩ thái độ phản đối của xã hội nếu như ngày xưa là 10, thì bây giờ cũng phải còn là 9,5, giảm một chút xíu thôi, mà vẫn phê phán những cái đó. Phê phán hoàn toàn đúng.
Sinh viên đang đi học mà có bầu thì rất phức tạp. Một nữ sinh viên 22 tuổi. Nếu như rơi vào những tình huống không như mong muốn, họ buộc phải chấp nhận, nhưng trong thâm tâm không cho rằng chuyện đó thế nào cũng được. Ai cũng muốn người bạn gái của mình trinh tiết, nhưng mà dù sao thì cũng phải tương đối thôi, chứ nếu trong hoàn cảnh hiện nay mà cứ nhất định phải còn trinh thì cũng hơi khó, phải thoáng một chút, nếu không thì có ngày ở giá mất. Nam 21 tuổi, thợ sắt. Như vậy nhìn chung thanh niên đều thừa nhận rằng, tuy xã hội có thoáng hơn trước, nhưng bản thân họ vẫn có thái độ tương đối khắt khe đối với vấn đề tình dục tiền hôn nhân. Những yếu tố xã hội tác động đến quan niệm này là giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp. Phụ nữ, những người trẻ tuổi, những người trong những thiết chế xã hội tương đối chặt chẽ là các nhóm nghiêm túc hơn các nhóm còn lại. Từ những kết luận đó có thể đưa ra nhận xét sau. Quan niệm cho rằng, thanh niên ngày nay quá dễ dãi trong quan hệ tình dục, không phải trong trường hợp nào cũng đúng. Quan niệm cho rằng thanh niên ngày nay có thái độ bừa bãi trong quan hệ tình dục thường xuất hiện nhiều hơn ở những người tương đối lớn tuổi, chứ không phải từ thanh niên. Quan hệ tình dục tiền hôn nhân có phổ biến hay không? Trong nghiên cứu, những thông số về tình trạng quan hệ giới tính tiền hôn nhân được xác định bằng sự đánh giá của chính các đối tượng. Khi được hỏi rằng hiện nay những người yêu nhau có quan hệ tình dục hay không, hơn một nửa những người được hỏi tương đối e dè khi đề cập đến vấn đề này. 53,8% cảm thấy khó trả lời. Tuy nhiên trong số những người đã trả lời, thì số người khẳng định có hiện tượng này nhiều gấp 2 lần những người cho là không có, 66,4% và 33,6%. Về mặt giới tính, phụ nữ có tỷ lệ khẳng định ít hơn ở nam giới. Càng lớn tuổi càng có xu hướng khẳng định có quan hệ tình dục tiền hôn nhân và trình độ học vấn càng cao càng đồng tình với ý kiến này. Hai nhỏ, độ tuổi của những người đã quan hệ tình dục tiền hôn nhân. Cuộc nghiên cứu đã xác định, càng trẻ tuổi, thanh niên nam nữ càng dễ tham gia vào lĩnh vực này. Những người được xác định là có quan hệ tình dục tiền hôn nhân ở trong mẫu có sự phân bố như sau. Dưới 20 tuổi chiếm 47,7%, từ 20 đến 24 tuổi chiếm 22,9%, từ 25 đến 30 tuổi chiếm 4,6%. Trung vị của tuổi quan hệ tình dục tiền hôn nhân là 17 tuổi. Một điều đáng lo ngại là khi quan hệ, những người trẻ tuổi lại không được trang bị kiến thức về an toàn tình dục và những vấn đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản. Những số liệu thống kê tại Trung tâm Bảo vệ Bà Mẹ và Trẻ Em và Kế hoạch hóa gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các ca nạo phá thai của lứa tuổi vị thành niên gia tăng một cách đáng lo ngại. Nếu như năm 1994 có 588 ca nạo hút thai, thì năm 1995 tăng vọt lên đến 1.423 ca, năm 1996 là 1.448 ca. Rất nhiều em khi được hỏi đã trả lời rất tự nhiên rằng, nếu có thai thì cứ đi giải quyết thôi. Trong số những người đi phá thai có hơn 70% các em có quan hệ tình dục lần đầu tiên vào lứa tuổi từ 15 đến 19. Hơn 60% các em mới quen và yêu nhau trong vòng 3 tháng đầu đã có quan hệ tình dục thường xuyên. Những cuộc tâm sự riêng với các đối tượng nạo phá thai cho thấy, nguyên nhân dẫn đến việc mang thai là do bạn bè rủ rê đi chơi khuya hoặc bị cho uống thuốc mê. Thậm chí có nhiều em sợ bị nghỉ chơi nên đồng ý cho quan hệ tình dục. Lê Thị Chiêu Nghi năm 1996. Ba nhỏ, người ta lý giải như thế nào về quan hệ tình dục tiền hôn nhân? Trong trường hợp nào thì có thể quan hệ tình dục khi chưa kết hôn? Đa phần những người trả lời cho rằng, có thể quan hệ tình dục nếu như những người đang yêu biết chắc chắn là sẽ lấy nhau, 40,1%. Lý do quan hệ tình dục vì quá yêu nhau chỉ được 15% số người ủng hộ. Hai lý do khi biết cách tránh thai và khi cả hai đều cho là chuyện bình thường, có tỷ lệ hưởng ứng không đáng kể, 9,1% và 6,7%. Như vậy theo quan niệm của đa số rằng, nếu như biết chắc chắn là sẽ lấy nhau mà có quan hệ tình dục thì sẽ không bị phê phán nặng nề lắm. Tức là vấn đề quan hệ tình dục sẽ được chấp nhận nếu như trong tương lai nó được hợp thức hóa. Điều này có nghĩa là vấn đề quan hệ tình dục chỉ được coi như chức năng sinh sản, đòi hỏi phải được thiết chế hóa nhằm đảm bảo cho cuộc hôn nhân bền vững và củng cố, duy trì nòi giống. Vì vậy đối với những lý do có liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu tình dục của các cặp nam nữ, do văn hóa quy định sẽ khó lòng được chấp thuận trong xã hội Việt Nam. Đồng thời nếu như có suy nghĩ như vậy, khả năng thổ lộ với người ngoài cũng sẽ rất hạn chế.
Những thông tin qua các cuộc phỏng vấn nhóm của chúng tôi cũng đã xác nhận xu hướng này. Theo tôi thì quan hệ tình dục, tiền hôn nhân cũng tùy vào mỗi người. Nếu mà chắc chắn có thể tiến tới hôn nhân thì họ quan hệ tình dục trước cũng chẳng sao. Công nhân 27 tuổi. Theo em nghĩ, chuyện người ta quan hệ tình dục, tiền hôn nhân chẳng qua là vì người ta quá yêu nhau. Với quan niệm thoáng như hiện nay thì quan hệ trước hay sau hôn nhân không thành vấn đề. Miễn là người ta yêu nhau, cưới nhau và chung sống hạnh phúc. Nam sinh viên 24 tuổi, trích biên bản phỏng vấn nhóm tập trung nam sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, biên bản số 1. Bốn nhỏ, sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai. Mặc dù các đối tượng được xác nhận rằng tình hình quan hệ tình dục tiền hôn nhân ngày càng gia tăng, nhưng những kiến thức về quan hệ tình dục, đặc biệt về biện pháp an toàn tình dục của các đối tượng thì lại rất hạn chế. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi không chỉ muốn xác định xem các đối tượng có biết các biện pháp tránh thai nói chung hay không, mà còn muốn tìm hiểu về mức độ hiểu biết khác nhau của họ. Đa phần xác định rằng mình có biết nhưng không biết hết. Một phần tư xác nhận rằng họ chỉ biết loáng thoáng. Chỉ một số lượng tương tự như vậy xác nhận, biết có thể kể ngay ra được. Phụ nữ bị hạn chế hơn nam giới rất nhiều trong hiểu biết về các biện pháp an toàn tình dục. Trong khi đó thì người lãnh chịu hậu quả của quan hệ này thì lại là phụ nữ. Trong nhóm nữ thanh niên, những người nắm các biện pháp an toàn tình dục một cách hoàn hảo chỉ bằng phân nửa những người từ nhóm nam giới. Những người phụ nữ không biết một chút nào cũng đông gấp 3 lần số nam giới. Còn lại họ chủ yếu chỉ biết một cách loáng thoáng hoặc biết mà không biết hết. Đây chính là vấn đề các nhà nghiên cứu và các nhà tư vấn, tuyên truyền cần phải chú ý đến. Do quan niệm đạo đức cũ vẫn còn ảnh hưởng trong tư tưởng người dân, nên những người phụ nữ thường ngại chủ động tìm hiểu về đề tài này. Trong quan hệ tình dục, họ cũng không dám thể hiện và phát huy sự hiểu biết của mình, đơn giản chỉ vì sợ bị coi là người quá thành thạo trong chuyện chăn gối, một biểu hiện của sự vi phạm chuẩn mực không thành văn của đạo đức. Trình độ học vấn cũng là một trong những chỉ báo tác động đến những hiểu biết về các biện pháp an toàn trong tình dục. Trình độ học vấn càng cao, tỷ lệ những người hiểu biết về vấn đề này càng lớn và ngược lại. Điều đó có nghĩa là trình độ học vấn quyết định mức độ hiểu biết về các biện pháp tránh thai. Người ta có thể biết được những thông tin về tình dục qua những nguồn nào. Những kết quả từ cuộc nghiên cứu cho thấy, ưu tiên các nguồn tin phần lớn hướng vào các phương tiện truyền thông đại chúng. Thứ tự của các nguồn được xác định như sau. 1. Sách. 2. Các phương tiện truyền thông đại chúng. 3. Nghe bạn bè. 4. Những người khác, trong đó có bác sĩ. 5. Trường phổ thông. 6. Nghe bố mẹ nói. 7. Qua tư vấn. Như vậy, những hiểu biết mà các cá nhân có được chủ yếu là do đọc sách, nhưng sách lại là phương tiện tìm kiếm thông tin của các nhóm đối tượng hạn chế. Chẳng hạn như những người trí thức, những người có trình độ học vấn cao, những người sống tại trung tâm thành phố. Vậy đối với những người không có điều kiện về thời gian, về vật chất, về tập quán đọc sách, thì những kiến thức về tình dục, về sức khỏe sinh sản sẽ không thể nào được tiếp nhận một cách đầy đủ được. Nguồn thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng được các đối tượng xác định là tiếp xúc tương đối thường xuyên sau sách. Tuy nhiên, những thông tin được chuyển tải từ các phương tiện này không thường xuyên và cũng không cụ thể tương ứng với các đối tượng có những khác biệt về trình độ học vấn, về văn hóa, mức độ xã hội hóa. Vì vậy, dùng chúng để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền về vấn đề nhận thức cho quần chúng là rất tốt. Nhưng cũng không nên tuyệt đối hóa quá. Hầu hết các nhóm đối tượng đều xác nhận rằng những kiến thức thu được từ trường phổ thông không bao nhiêu cả. Thời lượng dành cho việc truyền bá những kiến thức này quá ít ỏi, nội dung lại nghèo nàn, đặc biệt cả giáo viên lẫn học sinh, coi như những môn phụ, không cần phải quan tâm. Hơn nữa, các giáo viên được phân công giảng các môn này lại là những người không có chuyên môn. Họ đơn giản chỉ là những người đã từng có kinh nghiệm từ cuộc sống, chứ không nắm được những vấn đề có tính khoa học. Vì vậy, những bài giảng của họ không có sức thuyết phục. Bản thân họ cũng lúng túng và ngại ngùng khi đứng trước học sinh trình bày về những vấn đề có liên quan đến vấn đề tình dục hay sức khỏe sinh sản. Trong khi đó, theo ý kiến của các chuyên gia, trình bày những tri thức về giới tính, về sức khỏe sinh sản trong trường phổ thông là hình thức hữu hiệu nhất. Vấn đề là phải nhìn nhận một cách sâu sắc tầm quan trọng của nó để đưa ra những phương cách truyền đạt tối ưu nhất. Những kiến thức về sức khỏe sinh sản không được truyền đạt qua con đường gia đình. Còn người lớn thì cho rằng trẻ vị thành niên không cần và không nên biết về những vấn đề vốn bị coi là dung tục, có liên quan đến những nhu cầu thấp hèn của con người. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào nhận thức của người Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Vì vậy các bậc cha mẹ không muốn cho con cái biết những điều đó. Nếu đứa trẻ có hỏi, thì cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, hoặc đề nghị con chờ tới khi lớn tự khắc biết. Thậm chí những người đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề cũng ngại ngùng khi trình bày với con cái về những chủ đề đó. Phương pháp tối ưu của họ là mua sách báo về cho con tự đọc. Các đối tượng của các cuộc phỏng vấn nhóm tập trung cũng xác nhận rằng họ không thể thổ lộ với cha mẹ mình về những khúc mắc có liên quan đến những vấn đề riêng tư đó. Tư vấn hiện nay đang là một dịch vụ mới mẻ ở Việt Nam. Tỷ lệ những người trong mẫu điều tra đến với nguồn tư vấn thấp nhất so với các nguồn thông tin khác. Thông thường chỉ khi nào các vấn đề đã diễn ra không trôi chảy, khi những kết cục có điều bất ổn hoặc khó giải quyết, người ta mới tìm đến với các nhà tư vấn. Những người chỉ biết loáng thoáng về các biện pháp tránh thai lại là đến với các nhà tư vấn đông hơn cả. Bởi vì đến với nhà tư vấn, người ta chỉ tập trung giải quyết các khâu có liên quan, chứ không phải đến để bổ túc, củng cố kiến thức. Thói quen tìm đến nhà tư vấn tham khảo ý kiến trước khi bắt đầu một hành động chưa được hình thành trong đại đa số dân cư thành phố. Điều này thật bất lợi khi các cá nhân còn thiếu nhiều kiến thức về các lĩnh vực khác nhau có liên quan tới chính bản thân con người. Tất cả những điều đó cho thấy những khó khăn của việc giáo dục giới tính cho các đối tượng khác nhau, nhất là thế hệ trẻ tại Việt Nam. Năm nhỏ, nhu cầu đối với các nguồn thông tin về tình dục. Khi các nhà nghiên cứu đặt vấn đề cho các đối tượng nghiên cứu rằng có nên tuyên truyền kiến thức tình dục và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên không, hầu hết những người tham gia đều cho rằng cần thiết phải tuyên truyền kiến thức về tình dục cho thanh thiếu niên, 84,5%. Tuy nhiên phụ nữ tỏ ra e dè hơn khi đưa ra lời đề nghị này. Có một điều rất thú vị là càng nắm vững kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản, người ta càng nhận thức được tầm quan trọng của việc truyền bá kiến thức về lĩnh vực này. Sự hiểu biết càng hạn chế, người ta càng ngần ngại hơn đối với việc giáo dục giới tính. Để hiểu rõ nguyên nhân vì sao nhận thức của các nhóm đối tượng về kiến thức tình dục và sức khỏe sinh sản lại không đồng đều, các nhà nghiên cứu đã tìm mối liên hệ giữa các mức độ hiểu biết về chủ đề này với các hình thức thông tin mà các đối tượng đã tiếp xúc trong thực tế và những nguồn thông tin mà họ cho rằng cần phải có để truyền bá kiến thức về tình dục và sức khỏe sinh sản. Các số liệu cho thấy, tuy trên thực tế, người ta ít đi đến trung tâm tư vấn để hỏi, nhưng người ta vẫn kỳ vọng rằng trung tâm tư vấn sẽ là nơi thích hợp nhất cho sự giải đáp thông tin. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần phải đưa kiến thức này vào nhà trường phổ thông. Tuy nhiên các ý kiến vẫn còn tản mạn. Về thời điểm giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên, các ý kiến tỏ ra không đồng nhất. Đa số trong mẫu cho rằng nên dạy từ cấp 3, 44,3%. Nhóm thứ hai ít hơn, thấy phải dạy từ cấp 2, 33,7%. Một số khác lại cho rằng trước khi lập gia đình hẳn phổ biến những kiến thức này cho thanh niên, 10,6%. Cũng có những người không muốn phổ biến kiến thức này một cách đại trà, tuy không nhiều, 8,2%. Quan hệ tình dục tiền hôn nhân là hiện tượng phổ biến ở phương Tây, nhưng trong sự giao lưu và tiếp biến văn hóa, hiện tượng này đang càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Điều này càng tạo tiền đề cho hình thức sống thử hay sống chung không hôn thú. Trước vấn nạn HIV/AIDS và nguy cơ ảnh hưởng đến tính bền vững của gia đình, hiện tượng này cần được xã hội quan tâm và có những biện pháp ngăn chặn. Sự lo ngại của người dân trong xã hội đang ngày càng tăng lên, nhưng hiệu quả của công tác tuyên truyền lại thể hiện quá chậm. Trách nhiệm này không phải chỉ của những người ra chính sách hay làm công tác quản lý mà là của toàn dân. Hai La Mã, vai trò làm cha mẹ và không khí tâm lý trong gia đình. Một nhỏ, hiểu sao cho đúng về vai trò chồng vợ. Trong gia đình, mỗi cá nhân đều có vai trò của mình. Ai cũng từng sống trong gia đình và cho rằng việc thực hiện vai trò làm cha mẹ là điều bình thường. Tuy nhiên sự thật không đơn giản như vậy. Có những vấn đề tâm lý của cặp vợ chồng làm cho chúng ta đáng quan tâm. Những vấn đề này bao hàm tất cả sự bất lực của cặp vợ chồng, dù họ có ý thức hay không, khi chuyển từ trạng thái cá nhân sang bạn đời, và từ bạn đời sang làm cha mẹ, và sau cùng là khái niệm rõ rệt thế nào là một gia đình và những gì mà gia đình đòi hỏi ở mỗi người. Nói cách khác là phải biết chuyển từ cái tôi sang chúng ta và từ chúng ta sang họ. Có những cặp vợ chồng chưa làm tròn chức năng người bạn đời, việc ở cùng trong một gia đình của họ chỉ là sự chung sống của hai cá nhân. Có một số đặc điểm thể chất hay tâm lý hoàn toàn phù hợp khi sống độc thân, chỉ có thể phát hiện ra khi sống kết đôi hoặc khi gặp những đặc điểm của người kia. Có những xung khắc không thể phát hiện ra trước khi cưới. Ví dụ có những trường hợp liệt dương hay lãnh cảm tương đối.
Trong những trường hợp khác, vợ chồng gia chạm ở lĩnh vực thành đạt xã hội. Một người đàn bà có nhiều tham vọng sẽ không coi trọng người chồng của mình vì anh ta chỉ là một công chức quèn lương thiện. Một người chồng năng động sẽ dần dần lơ là bà vợ và như thế có hại cho gia đình. Vì bà ta rầu rĩ hay ca cẩm chỉ hướng về mình đã hạn chế sự cởi mở xã hội của chồng. Cũng có những gia đình trong đó mỗi người không có khả năng làm đúng vai trò của mình do họ đổi ngôi. Nói theo nghĩa tâm lý, do chồng làm thay vai trò người vợ và tự dự ý, trong khi bà vợ do sở thích hay khôn ngoan lại cai quản tất cả thay vị trí người chồng. Những người đàn ông nữ tính, người đàn bà nam tính, những người đàn ông nhi tính và vợ vừa là cha mẹ của chồng thì không thể coi là những người bạn đời luôn luôn bình thường. Dù sao đi nữa, họ không được chuẩn bị tốt để làm tròn vai trò làm cha mẹ. Đứa trẻ khó lòng có thể tin tưởng và chịu uy quyền một ông bố sợ vợ. Người đàn ông như vậy không thể thực hiện trách nhiệm người cha nếu như ông ta không thể có nam tính về mặt tâm lý. Bên cạnh những người không hiểu lại có những người hiểu sai vai trò của vợ chồng hay của cha mẹ và của tổ ấm. Như chúng tôi đã nêu, không phải có con là đủ, mà sẽ tốt hơn nếu đứa con đó có thể trông đợi ở trong gia đình một bầu không khí thanh thản cần cho sự an toàn của nó. Ý niệm về tổ ấm cần phải được hiểu cả về mặt tình cảm cũng như về mặt vật chất. Có một số khó khăn tâm lý bề ngoài có vẻ nhỏ, tuy vậy chính người ta thường thấy đó lại là cơ sở để gây ra những sự ly tán công khai và dữ dội hơn cả những bệnh thuộc về tâm lý, cũng tuân theo những quy luật chung như những bệnh cơ thể. Bệnh nhẹ mới phát hiện thường còn chữa được, nếu để lâu quá thì vô phương. Hai nhỏ, thiếu tình cảm của người mẹ, cuộc sống sẽ ra sao? Vai trò đầu tiên của người mẹ là thể hiện tình yêu thương. Người mẹ là người đầu tiên đem lại tình cảm cho đứa trẻ. Đó là một trong ba trụ cột tạo ra sự yên ổn cho sự cần thiết của đứa con. Chính xung quanh tình yêu này mà dần dần các mối quan hệ được hình thành. Trước hết với mẹ, rồi sau đó với các thành viên khác trong gia đình. Trong quan hệ mẹ con, tình yêu là cái quan trọng nhất, nhưng nó không phải là cái duy nhất. Người mẹ cũng cần có một quy quyền nào đó, nó không xung khắc với tình yêu thương. Nhưng ở người mẹ, tình yêu thương có vai trò quan trọng hơn quy quyền. Tình yêu có thể theo nhiều cách khác nhau. Tình mẹ con vừa ân cần dịu dàng và thông hiểu, nghĩa là tình yêu trực giác biểu hiện và chấp nhận. Tình yêu đó vừa tự nhiên vừa mù quáng. Đứa trẻ biết rõ là nó được chấp nhận như cần phải có. Tình yêu này không phải là mục đích tự thân, chỉ nhằm để thỏa mãn cho người mẹ mà thôi. Tình cảm sau này của đứa trẻ phụ thuộc vào tính chất của mẹ con và được định hình bởi người mẹ, và ảnh hưởng đó duy trì mãi mãi trong tâm khảm người con khi đã trưởng thành. Nhân cách của bà mẹ, cách xử sự với con cái có ảnh hưởng quyết định đến đời sống tâm lý của nó trong tương lai. Nhiều khi người ta còn chưa nhận ra rằng, người ta cũng cần tiếp xúc với con như con cần với mẹ. Khi trẻ lớn lên thì vai trò người mẹ biểu hiện bằng sắc thái khác, nó vẫn là nguồn tình cảm yêu thương. Với đứa trẻ mà những đòi hỏi thơ bé bớt chuyên chế đi, vì cùng với sự mở rộng, sự quan tâm của nó đến môi trường chung quanh, thì sự chuyên chú vào bà mẹ cũng bớt đi. Tình mẹ con có thể thiếu hụt vì hai lý do vắng mặt hay thờ ơ. Những bó buộc về vật chất hay nghề nghiệp đòi hỏi một số phụ nữ phải xa rời tổ ấm, dù họ không muốn. Và việc này gây tác hại đối với đứa bé trong trường hợp nó làm giảm khẩu phần tình cảm mà trẻ có quyền trông đợi ở mẹ nó. Nhưng cũng có những bà mẹ thật sự thờ ơ. Sự thờ ơ này có thể che giấu một sự thù nghịch không nói ra đối với đứa con. Cũng có thể kể đến những phụ nữ không đủ chín chắn để có con, và sau đó bỏ rơi con cho mẹ mình chăm sóc hay cho một người làm thuê vì sợ không làm nổi. Nhưng phần lớn đứa trẻ làm vướng víu gây cản trở cho việc đeo đuổi một cuộc sống có mục đích chỉ riêng cho người mẹ. Việc vắng mẹ hoàn toàn nhất là việc mất mẹ, mang hậu quả vô cùng nghiêm trọng và càng sâu sắc khi đứa trẻ càng nhỏ. Ở đây sự thiếu hụt một phần tình cảm gây những rối loạn cường độ nhẹ hơn nhiều so với trường hợp thiếu hụt hoàn toàn. Tuổi của đứa trẻ, một vài yếu tố cá nhân, những sự bù đắp có thể được. Làm cho những hậu quả của sự hụt hẫng không phải bao giờ cũng giống nhau, ngay cả đối với những trẻ em trong cùng một gia đình. Những hậu quả không chỉ liên quan đến tâm lý của đứa trẻ, mà còn cả về sự phát triển thể chất. Đã từ lâu người ta nhận thấy sự kém phát triển của nhân cách của trẻ em sống ở cô nhi viện. Chúng có tỷ lệ tử vong rất cao so với trẻ được sống trong gia đình. Speed nêu một đoạn nhật ký năm 1760 của một giám mục Tây Ban Nha chỉ rõ rằng,
Trong một cô nhi viện, trẻ em đều buồn rầu và nhiều trẻ chết vì buồn rầu. Speed và Wolf ngay năm 1935 đã thử giải quyết vấn đề này với một sự tỉ mỉ và chặt chẽ về khoa học, làm cho kết luận của các ông đặc biệt có giá trị. Các tác giả trên nghiên cứu cùng một lúc 130 trẻ em ở hai viện. 61 trẻ em sống ở cô nhi viện và 69 trẻ ở một phòng trẻ ở trại giam nữ phạm pháp. Phần lớn đang có mang. Điều kiện vệ sinh chung và ăn uống tốt, quần áo và không gian vận động dành cho trẻ như nhau. Trẻ em trong cô nhi viện còn được thuận lợi hơn phòng của trẻ kia về một số điểm. Chăm sóc y tế hàng ngày, bú mẹ đến 3 tháng. Tỷ số phát triển ban đầu là 124 trên 101,5 so với đám ở phòng trẻ đặc biệt, là những bà mẹ của đám trẻ ở cô nhi viện, nơi chúng có tâm lý bình thường trong môi trường xã hội quen thuộc. Còn đối với các bà mẹ ở phòng trẻ trong tù thì phần lớn có tâm lý không bình thường. Tuy nhiên, những đứa trẻ ở cô nhi viện lại biểu lộ những rối nhiễu mà đám trẻ ở phòng nuôi trẻ không có. Vậy thì yếu tố bảo vệ nào có lợi cho đám trẻ mà ngay từ đầu đã bị bất lợi khá rõ nét? Yếu tố cơ bản là sự có mặt của người mẹ bên con trẻ. Trong cô nhi viện, trẻ em sau khi được bú mẹ vài tháng đã được sắp xếp vào những buồng riêng với 7 trẻ có một cô y tá. Mặc dù các cô y tá này có quan tâm đến trẻ, nhưng họ chỉ có thể cho mỗi trẻ 1/7 sự quan tâm của người mẹ là tối đa. Trong phần lớn thời gian hàng ngày, trẻ không được tiếp xúc với ai cả. Trong phòng nuôi trẻ ở trại giam lại hoàn toàn khác. Ở đây, mỗi trẻ được hưởng sự chăm sóc của bà mẹ phạm pháp suốt cả ngày. Hoặc khi được cần thiết, đã có bà mẹ khác hay một cô có mang chăm sóc hộ dưới sự giám sát của một bà y tá trưởng có năng lực. Những cô gái mẹ trẻ này được cách ly tất cả bạn bè, tình cảm hay tình dục, sự chấn thương do cảnh giam hãm đánh vào lòng nhân ái. Tất cả những cái đó làm cho các cô gái này dành hoàn toàn cho con mình tất cả tình cảm có thể có, tình âu yếm và niềm kiêu hãnh, và họ trở thành những bà mẹ siêu việt. Tóm lại, trẻ em ở cô nhi viện là nạn nhân của cảnh bị hụt hẫng đến cùng cực, tình thương yêu của mẹ đối lập với cảnh được mẹ săn sóc ân cần tuyệt vời ở phòng nuôi trẻ. Bên gọi những đứa trẻ sinh bệnh với cùng một triệu chứng là rối loạn về tâm bệnh trong ứng xử của trẻ. Điểm đặc trưng trước hết đó là rối loạn sâu sắc của tình cảm, từ đó làm cho những trẻ em này không có khả năng thiết lập những quan hệ xã hội bình thường. Goffa tóm tắt nhân cách của những trẻ em này là cư xử hung bạo, thích các trò giải trí, thiếu kiềm chế. Ở chúng không thấy những dạng bình thường về lo lắng và ức chế, những sự đồng nhất quá bị hạn chế và những liên hệ tình cảm hời hợt và không bền chặt. Những lệch lạc trong quan hệ xã hội, hội chứng của hiện tượng này biểu lộ chủ yếu ở sự bất bình thường trong sự thiết lập các quan hệ xã hội. Sự phạm pháp chính là một chứng minh rõ ràng nhất của sự thiếu thích ứng xã hội, thì người ta lại gặp một cách thường xuyên đáng sợ ở những đứa trẻ thiếu hụt tình cảm lúc nhỏ do vắng mẹ hoặc gia đình ly tán. Các kết quả thống kê ghi nhận vấn đề này của các tác giả ở Mỹ và Tây Bắc Âu từ khoảng những năm 1926 đến năm 1948 cho biết tỷ lệ giữa 25 và 65%, trung bình 45%. Bombay đã có thể khẳng định có rất nhiều lý do để tin rằng sự cách ly kéo dài của một đứa bé với mẹ nó trong 5 năm đầu tiên là nhân tố chính gây nên phạm pháp sau này. Hầu như tính ra có 80-90% những vị thành niên phạm pháp xuất thân từ những gia đình ly tán, 20% do cha mẹ ly dị, 22% do cha mẹ ly thân. Với World War X, con số đó là 65%. Ba nhỏ, sự thiếu hụt vai trò người cha. Sự nhập cuộc của người cha trong thời gian dài, người ta đã thừa nhận người cha có vai trò quan trọng, ngang hàng với người mẹ trong quan hệ với con. Chủ yếu là do quan tâm đến sự tương xứng hơn là do hiểu biết khách quan trên thực tế. Tuy nhiên những năm gần đây, những nhận xét khoa học chặt chẽ khẳng định tính chất sinh học cần thiết của sự chăm sóc con của người mẹ đã bỗng nhiên đẩy người cha xuống hàng thứ hai của gia đình, đến nỗi một số người còn cho rằng người cha không có vai trò gì cho đến khi con đạt 7 tuổi. Người cha bị tước bỏ dần những vai trò xã hội, tâm lý và giáo dục vì lợi ích của người mẹ, đến nỗi người ta tự hỏi rằng liệu người cha có còn cần thiết hay không? Vai trò sinh học của sự truyền giống cũng đến lượt giảm đi trước những tiến độ của sự thụ tinh nhân tạo và sự sinh sản được gây ra. Hai quan niệm nói trên đều sai lầm
cũng như tất cả những thuyết tuyệt đối và cứng nhắc khác. Vai trò người cha không tìm thấy trong sự bình đẳng giả tạo với người mẹ, cũng không chia một cách rạch ròi theo thời gian. Lúc trẻ mới ra đời, vai trò người mẹ đi từ đỉnh cao và giảm dần một cách từ từ, cho đến lúc mất hẳn, khi đứa con đạt đến tuổi trưởng thành. Vai trò người cha lúc trẻ mới sinh rất nhỏ, sau đó tăng dần lên cùng với sự giảm dần vai trò của người mẹ. Khi đứa trẻ lên 7 tuổi trở lên, thì vai trò của cha mẹ ngang nhau, và cả hai giảm dần một cách song song, cho đến khi đứa trẻ đạt mục tiêu mong muốn là sự tự lập hoàn toàn, cho phép thay thế quan hệ của đứa con đối với cha mẹ bằng quan hệ giữa người lớn với người lớn. Quy quyền của người cha, đứa trẻ trông mong tình yêu thương của người mẹ, còn với người cha trước tiên là quy quyền. Tình yêu thương của mẹ và quy quyền của cha là hai trong những nền tảng cần thiết để có sự cân bằng tốt trong những quan hệ gia đình. Quy quyền không phải là chuyên chế. Quy quyền và tình yêu thương không có gì mâu thuẫn nhau mà hòa hợp với nhau, bổ sung lẫn nhau và đôi khi ảnh hưởng lẫn nhau. Người cha hỗ trợ người mẹ trong thời kỳ đầu tiên của tuổi thơ, sự ứng xử của người cha đối với con cũng không quan trọng hơn những người thân ân cần khác như người bà, người giúp việc. Trên thực tế, người mẹ chiếm hết trường tình cảm của đứa bé và người cha có thể lộ rõ tác động của mình vào đứa bé một cách gián tiếp thông qua người mẹ. Một người vợ được yêu thương và hạnh phúc, không có những lo âu chính về gia đình, có rất nhiều khả năng cho con mình một tình thương lành mạnh, trong sáng, cân bằng, không thái quá. Trong khi người vợ bị đau khổ vì sự vũ phu, sự vô tâm hay sự lăng nhăng của chồng không thể cho con được. Các nhà khoa học cho rằng, chính những người chồng xấu tạo ra những bà mẹ lạm dụng. Vai trò gián tiếp của người cha không giảm đi khi vai trò trực tiếp tăng lên. Người cha cũng phải đứng sau người mẹ khi người mẹ có tác động giáo dục đối với con. Nhưng có hai mối trở ngại cần phải tránh. Trường hợp thứ nhất là muốn bào biện tất cả. Thực ra cần phải để người mẹ chăm sóc những cái tỉ mỉ thông thường và những sự trừng phạt nho nhỏ mà đứa bé dễ chấp nhận, vì nó mơ hồ cảm thấy là những cái đó thật sự không làm nguy hại đến tất cả tình mẹ con. Trường hợp thứ hai, trở thành ông bố dữ tợn, đáng gờm, mù quáng, không có lòng thương xót. Trong một số trường hợp, người cha không thể thực hiện vai trò đương nhiên dành cho mình ở trong gia đình, vì ông ta không đủ khả năng. Ví dụ, nếu như quá trình tiến triển và tình cảm của chính ông bị ngăn bởi một bà mẹ chiếm hữu hay bởi một người cha nhu nhược, thì ông ta không thể thích ứng hoàn toàn với chức năng quyền quy. Tương lai như vậy, nếu bà vợ không hiểu vai trò của ông ta và muốn thay thế ông trong nhiệm vụ chính đó. Những thái quá về phía người cha, việc lạm dụng quy quyền của người cha đôi khi có thể tai hại cho con một cách gián tiếp. Đó là trường hợp những người cha quan tâm một cách quá mức đến con cái. Đôi khi còn nhu nhược với chúng, nhưng lại cư xử với vợ như với người tôi tớ. Họ hạ thấp hình tượng người mẹ trước mắt con và ngăn cản mọi sự tiến triển tình cảm bình thường ở trẻ. Thường thường người cha lạm dụng uy quyền của mình khi trực tiếp chống lại con cái. Có một số trường hợp chỉ là một sự bảo vệ con quá đáng. Người ta hiểu rằng một người mẹ có xu hướng ấp ủ con cái và tránh cho chúng những khó khăn nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày. Còn người cha có nhiệm vụ hàng đầu là dạy con, nhất là với các con trai, sự ham thích mạo hiểm. Nếu như việc của người cha là quan tâm, xem những sự nguy hiểm xảy ra sao cho tương xứng với những khả năng phản ứng của đứa trẻ, ông ta không được sử dụng uy quyền để tiêu diệt mọi óc sáng kiến và táo bạo. Sự bảo vệ thái quá sản sinh ra tính nhút nhát, nỗi sợ trước cuộc đời, nỗi lo sợ, những trách nhiệm mà sau này đứa trẻ sẽ phải chịu đựng. Quy quyền của người cha phải giúp cho trẻ hiểu giá trị của tự do. Có một số người cha làm cho các con phải khiếp sợ, có thể không ý thức hay do quá lời và những biểu hiện bên ngoài của một sự áp chế che giấu vụn về. Việc thiếu quy quyền thực sự của mình. Có những người cha dễ quên những lời hò hét và những roi giọt đối với con. Trong khi với trẻ thì lại khác. Nó cho là mọi sự đều nghiêm túc và tin tất cả đều đã dứt khoát, từ đó nảy sinh những mối lo lắng, buộc sự phát triển tâm lý của trẻ phải gánh chịu nặng nề sau này. Trên thực tế, việc vắng mặt kéo dài có thể do nguyên nhân người cha chết, bị tù đầy hoặc phải cách ly do bệnh tật, phải điều trị ở nhà điều dưỡng, vì lao hay bị bệnh tâm thần. Những khó khăn về mặt vật chất sau khi người cha vắng mặt ở gia đình cũng có tác động dội lại về mặt tâm lý. Khi đó nguyên tắc quy quyền với trẻ không còn là sự nâng đỡ bình thường, vì người mẹ phải đảm nhiệm thay và vai trò này chỉ là thứ yếu đối với bà mẹ.
Một số người cha vắng mặt trong thời gian dài, nhưng có chu kỳ do nghề nghiệp đòi hỏi, như các thủy thủ và những người làm thương mại. Việc trở về nhà có định kỳ cho phép giải quyết những xung đột quan trọng và những khó khăn chính, đề ra những chỉ dẫn để thực hiện khi vắng nhà thời gian tới. Tính chất khác thường và có phần trịnh trọng của cách làm đó có thể củng cố thêm uy tín và ảnh hưởng của người cha, ngay cả khi ông vắng nhà. Nhưng người ta cũng e rằng, người mẹ phải đảm đương vai trò người cha, khó có thể hoàn thành tốt đẹp một nhiệm vụ không phải của mình. Từ đó nảy sinh ra những xung đột về uy quyền, không tránh khỏi mỗi khi người cha trở về. Những xung đột này có hại gấp đôi, vì chúng phá vỡ uy quyền bề ngoài mà bà mẹ đã xây dựng, và vì đứa trẻ mất hết lòng tin ở uy quyền của cha mẹ, khi cha mẹ có những ý kiến trái ngược nhau. Và trẻ có thể lợi dụng chỗ bất đồng đó để khôn khéo thoát ra tình trạng khó xử như chúng ta đã thấy. Người cha bận công việc quá nhiều, thường về nhà mệt nhoài hay cáu kỉnh, thúc bách các con để khỏi bị quấy rầy. Sự không thực hiện được chức năng làm cha mẹ, hoặc hiểu không đúng vai trò mang tính tâm lý gia đình cũng dễ dàng dẫn đến tình trạng bạo hành trong gia đình. Chúng ta thử xem xét thực trạng của vấn đề này trong điều kiện xã hội hiện nay. Ba La Mã: bạo hành trong gia đình, vấn đề mang tính xã hội. Bạo hành trong gia đình là vấn đề không chỉ của các nước nghèo, các nước đang phát triển, mà cả các nước có trình độ phát triển cao trên thế giới. Nó thể hiện trong mọi xã hội với các nền văn hóa khác nhau, với các tầng lớp xã hội khác nhau. Sự gia tăng của hiện tượng này đang làm cho loài người cảm thấy đáng lo ngại. Trong nhận thức quốc tế trong thập niên vừa qua, nạn bạo hành trong gia đình rõ ràng được đặt trong lĩnh vực quyền con người của phụ nữ và trẻ em. Những đối tượng thường được coi là dễ bị xâm hại. Trước năm 1993, phần lớn các chính phủ coi bạo lực trong gia đình chủ yếu là vấn đề riêng tư của cá nhân. Tuy nhiên, thông qua nhiều diễn đàn quốc tế khác nhau, bạo lực trong gia đình ngày càng được nhìn nhận như một trở ngại đối với sự bình đẳng và là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với nhân phẩm con người. WHO năm 1995. Những nghiên cứu quốc tế đã cho thấy bạo lực trong gia đình là một hiện tượng gia đình mang tính chất toàn cầu đang tác động đến phụ nữ và trẻ em trên thế giới. Một nhỏ, nạn bạo hành đối với phụ nữ. Bạo hành đối với phụ nữ được nhìn nhận như thế nào? Bạo hành chống lại phụ nữ được định nghĩa là bất kỳ một hành động bạo lực dựa trên cơ sở giới nào dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến những tổn thất về thân thể, về tình dục hay tâm lý hay những đau khổ của phụ nữ, bao gồm cả sự đe dọa có những hành động như vậy, sự cưỡng bức hay tước đoạt một cách tùy tiện sự tự do, dù nó xảy ra ở nơi công cộng hay trong cuộc sống riêng tư. United Nations năm 1995, UNIFEM 1998. Phần lớn nạn bạo hành trong gia đình là về thể chất và do đàn ông thực hiện đối với phụ nữ, và người ta khó lòng có thể biết được rõ các nguyên nhân sâu xa dẫn đến nạn bạo hành này. Điều này đã được thừa nhận trên thế giới. Người ta gọi hiện tượng này là nạn bạo hành trên cơ sở giới. Phần lớn bạo lực chống lại phụ nữ xảy ra trong gia đình, và người gây ra bạo lực gần như luôn luôn là đàn ông, thường là những người chồng bạn đời, hoặc chồng cũ, bạn đời cũ, hay những người đàn ông quen biết của phụ nữ. WHO năm 1998. Phụ nữ thuộc nhóm tộc người, mọi dân tộc và tầng lớp đều có thể trở thành nạn nhân của bạo lực. Bạo lực không giới hạn ở một tầng lớp kinh tế xã hội đặc biệt nào, mà có liên quan chặt chẽ tới sự kiểm soát đời sống tình dục của phụ nữ và các quy định về văn hóa của vị trí người phụ nữ trong nền văn hóa ấy. Vì vậy, trong nghiên cứu về bạo hành trên cơ sở giới ở Việt Nam, tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi cho rằng phụ nữ trên toàn thế giới là đối tượng của một hợp đồng không thành văn, mà theo đó các xã hội của họ đảm bảo sự an ninh về kinh tế và xã hội, với điều kiện họ không vi phạm những khuôn khổ được thiết lập về mặt xã hội. Vũ Mạnh Lợi, 1999. Chương trình hành động của Hội về Phụ nữ ở Bắc Kinh cho rằng bạo lực chống lại phụ nữ là biểu hiện của các quan hệ quyền lực không bình đẳng về mặt lịch sử giữa nam giới và nữ giới. Điều đó dẫn đến sự thống trị và phân biệt đối xử của nam giới đối với phụ nữ và ngăn cản sự tiến bộ về mọi mặt của phụ nữ. United Nations 1995. Nạn bạo hành có phổ biến không? Câu trả lời luôn là có. Những thống kê trên thế giới cho thấy đàn ông cũng có khuynh hướng bị ngược đãi. Trong cuộc khảo sát chung toàn nước Mỹ, đối với câu hỏi đưa ra, bạn có bao giờ bị đấm đá, đánh đập không? Trên 55% số đàn ông trả lời từng bị đấm đá.
Trong khi đó, phụ nữ có tỷ lệ thấp hơn 23%, Tepperman 2000. Tuy nhiên, những con số đó bao hàm cả bạo hành ngoài đường. Các cuộc khảo sát của nước ngoài cũng cho thấy, đối với bạo hành trong gia đình ở các nước phương Tây, cả hai phía đều là thủ phạm, nhưng do nam khỏe hơn nữ và các bà vợ, như vậy thường bị chấn thương nhiều hơn, ngay cả khi cả hai giới đều sử dụng bạo lực như nhau. Các cuộc khảo sát cho thấy, nhiều phụ nữ và đàn ông thể hiện sự ngược đãi bằng lời nói trong các quan hệ gần gũi riêng tư. Các nhà nghiên cứu cho rằng nạn bạo hành thể hiện những ngoại lệ về mặt văn hóa. Chẳng hạn những người Mỹ gốc Phi và những người Mỹ bản xứ, việc giết bạn đời do nữ làm thủ phạm cũng ngang bằng so với nam giới làm thủ phạm. Trong khi đó, phần lớn các nước khác và các nhóm dân tộc khác ở Bắc Mỹ, phụ nữ thường bị bạn tình nam giết hơn là nam giới bị bạn tình nữ giết. Một cuộc khảo sát về nạn bạo hành gia đình ở các nước Bắc Mỹ đã xác nhận rằng nạn bạo hành thường thể hiện ở những nhóm người trẻ tuổi hơn nhóm lớn tuổi. Những người thất nghiệp thường dễ bạo hành hơn những người có công ăn việc làm. Những kết luận của cuộc nghiên cứu cũng cho rằng những người có trình độ học vấn thấp không mang tính bạo hành nhiều hơn người có học vấn cao, và người có thu nhập thấp cũng không mang tính bạo hành hơn những người có thu nhập cao. Phát hiện có ý nghĩa nhất là tỷ lệ bạo hành gia đình cao đi kèm với các mức độ căng thẳng cao trong gia đình. Những sự cố gây căng thẳng này thường là sự thất nghiệp hơn một tháng, phá sản cá nhân, bị hạ lương hay tiền công lao động, nhận thêm việc làm việc thêm giờ, nuôi thêm con mới sinh hay trả tiền cấp dưỡng, chuyển tới nơi ở rẻ tiền hơn, sống trong nhà cho thuê, bị hạ tầng công tác. Một bước lùi quan trọng trong nghề nghiệp hay bước lùi quan trọng nào đó trong hoạt động kinh tế. Bạo lực gia đình ở Việt Nam diễn ra ở mọi nơi, không những ở nông thôn mà cả ở đô thị, không những trong nhóm những người nghèo mà cả những người có thu nhập cao. Tuy nhiên tỷ lệ bạo lực sẽ thay đổi tùy theo các biến số. Theo Dũng Mạnh Lợi, lý do sâu xa của sự tồn tại bạo lực trong gia đình là những thái độ đã ăn sâu trong tiềm thức về các vai trò, các trách nhiệm được quy định về mặt văn hóa và xã hội. Trong xã hội, người ta luôn kỳ vọng rằng phụ nữ có trách nhiệm duy trì sự hài hòa và ổn định trong gia đình. Đồng thời trong các quan hệ gia đình, phụ nữ luôn được coi là người lệ thuộc. Trong khi đó, đàn ông được xem là có đặc trưng nóng tính và bộc trực. Đặc biệt khi uống rượu, họ không thể kiềm chế được cái gọi là sự nóng tính của mình. Uống rượu cũng là một nguyên nhân dẫn đến bạo lực, nhưng đàn ông uống rượu lại được xã hội chấp nhận như một đặc điểm nam tính của họ. Mặc dù thừa nhận hiện tượng bạo hành ở Việt Nam, bạo lực trong gia đình vẫn chưa được các nhà làm chính sách thừa nhận như một trở ngại quan trọng đối với sự tiến bộ của phụ nữ. Mặc dù Việt Nam đã ký Công ước CEDA và chương trình hành động ở Hội nghị Bắc Kinh, cả hai văn kiện này đều kêu gọi hành động chống lại nạn bạo lực dựa trên cơ sở giới ở nơi công cộng cũng như riêng tư. Cho đến nay, có rất ít người nghiên cứu đã tiến hành về bạo lực có liên quan đến giới. Nghiên cứu của Vũ Mạnh Lợi với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới không chỉ hướng vào những nguyên nhân và các loại hình bạo lực, mà còn nhấn mạnh vào yếu tố nhận thức của người dân đối với hiện tượng này. Nhà nghiên cứu này cho rằng ở Việt Nam, dư luận rộng rãi coi bạo lực ở mức độ nặng là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên cả phụ nữ và nam giới đều coi đó là do lỗi của phụ nữ. Người ta cho rằng đàn ông có lý khi đánh vợ, bạo lực bị coi là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được về mặt xã hội, chỉ trong trường hợp nếu người phụ nữ được xem như không có lỗi. Trong các xã phường mà tác giả nghiên cứu, chỉ có những lạm dụng có hệ thống và nghiêm trọng chống lại phụ nữ, làm tổn hại đáng kể đến quan hệ vợ chồng, mới được người được hỏi coi là bạo lực. Xã hội luôn kỳ vọng rằng các thành viên trong gia đình phải yêu thương và quan tâm đến nhau, giữ gìn sự thanh bình và hài hòa trong gia đình. Tuy nhiên xung đột xảy ra và đôi khi bạo lực vẫn xuất hiện trong nhiều gia đình. Thực tế là nếu bạo lực không xảy ra thường xuyên, người phụ nữ thường tha thứ cho người chồng. Trong trường hợp đó, mối quan hệ vợ chồng không được xem là bạo lực. Trong nhiều trường hợp, người được hỏi coi bạo lực gia đình như một quá trình đang tiếp diễn hơn là một sự kiện đơn lẻ. Như vậy có vẻ như có ba khía cạnh của phản ứng của người chồng trong các xung đột gia đình quyết định việc cộng đồng có xem các hành động của anh ta là bạo lực hay không. Những khía cạnh này là 1. Tần số của hành vi đó, 2. Mức độ tổn thương về thân thể và tinh thần của người phụ nữ, và 3. Ai là người được xem là có lỗi trong việc gây ra xung đột. Nếu một người đàn ông đối xử tệ với vợ mình một cách có hệ thống, dù hai tiêu chuẩn kia là như thế nào đi chăng nữa, thì anh ta được xem như một người đàn ông bạo lực. Những hành động thỉnh thoảng mới diễn ra, hoặc kể cả tát tai,
nếu không được xem là nghiêm trọng, được coi như những hành động không mong muốn, nhưng không nhất thiết là bạo lực. Những hành động thỉnh thoảng mới diễn ra mà gây ra những tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe hay tâm lý được coi là bạo lực. Ví dụ tình dục ngoài hôn nhân hay đánh vợ nặng được coi là bạo lực, thậm chí chúng chỉ xảy ra một lần. Nếu người vợ được coi là có lỗi trong việc gây ra rắc rối, thì hành động bạo lực của người chồng, mặc dù không phải là điều mong muốn về mặt xã hội, được coi là có thể hiểu được và có thể biện minh được. Nhiều khi chúng tôi, phụ nữ, có lỗi do các ông chồng đánh chúng tôi. Điều này không sao, vì chúng tôi có lỗi. Phụ nữ có chồng 25 tuổi. Nguyên nhân của nạn bạo hành. Trong các ấn phẩm công bố, các công trình nghiên cứu dưới các cách tiếp cận khác nhau, các tác giả thường liệt kê những nguyên nhân của nạn bạo hành gia đình như lạm dụng rượu và ma túy, sự căng thẳng, sở thích có con trai và cả vấn đề cưỡng bức tình dục trong gia đình. Lê Thị Phượng Mai, 1983. Lê Thị Quý, trong khi nêu ra các nguyên nhân khác nhau dẫn đến bạo hành trong gia đình, đã nhóm chúng lại thành 4 nhóm nguyên nhân chính. Những vấn đề có liên quan đến kinh tế, trình độ dân trí thấp và tàn dư của chế độ phong kiến, dẫn đến việc trọng nam khinh nữ, các thói quen như uống rượu, cờ bạc, ngoại tình, ghen tuông, những biểu hiện có liên quan đến bệnh thần kinh. Ngoài ra, việc không có con trai nối dõi tông đường hoặc mâu thuẫn giữa cha mẹ chồng và nàng dâu cũng có khả năng dẫn đến bạo hành gia đình. Lê Thị Quý, năm 1998. Còn Vũ Mạnh Lợi cho rằng, hai nguyên nhân cơ bản nhất là những khó khăn về kinh tế và lạm dụng rượu. Đôi khi hai yếu tố này kết hợp với nhau một cách chặt chẽ. Nhận thức chung trong các phỏng vấn ở mọi cấp là bạo lực trong gia đình do những khó khăn kinh tế gây ra. Ý kiến này tỏ ra phù hợp với các số liệu định lượng cho thấy rằng có mối tương quan giữa sự nghèo khổ, đo bằng sự tự phân loại của người được hỏi về của cải của họ so với các gia đình khác trong cộng đồng, và nạn bạo lực trong gia đình. Những gia đình khá giả thường ít có những ngược đãi bằng lời nói hay ngược đãi về thân thể, mặc dù những gia đình này tỏ ra có tỷ lệ cưỡng ép làm tình cao hơn. Cách giải thích chung nhất cho hiện tượng này là những cặp vợ chồng phải bươn chải vất vả để kiếm sống, thường có nhiều sự căng thẳng về thần kinh hơn. Những yếu tố khác có liên quan đến tình dục như ngoại tình, ghen tuông, không thỏa mãn về tình dục hoặc các thói quen có hại khác như đánh bạc và nghiện ma túy, cũng như bất đồng chính kiến trong việc nuôi dạy con cái và ứng xử với những người xung quanh chiếm vị trí thứ yếu. Yếu tố học vấn có ý nghĩa đối với tỷ lệ của các dạng ngược đãi. Các cặp vợ chồng có học vấn càng cao, sự ngược đãi dưới dạng mắng chửi, đánh đập, cấm đoán vợ đi lại và cưỡng ép vợ làm tình khi vợ không muốn càng thấp. Tỷ lệ bạo lực về thân thể ở các gia đình nông thôn cao hơn. Điều này được giải thích bằng lý do nghèo khổ và học vấn thấp. Các cặp vợ chồng có học vấn cao thường lựa chọn hình thức khá phổ biến là hình thức chiến tranh lạnh. Thói quen uống rượu của người chồng và những hệ quả của nó được trút vào người phụ nữ và trẻ em cũng là một trong những nguyên nhân được tác giả phân tích kỹ. Trong khi một số người cho rằng nạn bạo lực gia đình ở đô thị thấp hơn ở nông thôn, thì những cứ liệu lại cho thấy tình hình có vẻ trầm trọng hơn do ông chồng thường xuyên đi đến quán bia ôm và các nhà hàng xoa bóp. Thói quen nghiện rượu của người chồng là đề tài lặp đi lặp lại nhiều lần trong các phỏng vấn và thường được gắn với nạn bạo lực và nghèo khổ. Đàn ông có thể uống rượu nếu họ nghèo khổ để họ quên đi những khó khăn của mình và ngược lại. Một người chồng phung phí nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình vào rượu có thể làm căng thẳng thêm cuộc sống vợ chồng. Tôi rất bực mình vì chồng tôi uống rượu, bao nhiêu việc đổ lên đầu tôi, rồi học hành của con cái, nhưng ông ấy chỉ chú ý đến uống rượu. Ông ấy thường rủ bạn bè đến nhà tôi uống rượu và làm bừa bãi nhà cửa. Bất đồng giữa vợ và chồng và xung đột gia đình thường xảy ra từ đó. Nữ nông dân 39 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, Vũ Mạnh Lợi, 1999. Những thói quen cũng có thể dẫn đến nợ nần và giảm sút về kinh tế trong hộ gia đình. Điều đó cũng đóng góp vào sự căng thẳng trong gia đình và nạn bạo lực. Đàn ông thường mắc nợ nhiều hơn vì thói quen cờ bạc. Mặt khác, phụ nữ thường rơi vào dòng nợ nần nhiều hơn thông qua chơi họ. Theo một chánh án ở quận 9 ở thành phố Hồ Chí Minh, nợ nần vì cờ bạc và chơi họ là một trong những lý do chính của xung đột gia đình. Đối với những người phụ nữ giao thiệp rộng do công việc, sự phàn nàn của họ lại hướng vào sự ghen tuông quá đáng của người chồng. Một yếu tố nữa cũng tương đối quan trọng gây ra những xung đột trong gia đình là sự bất đồng trong việc nuôi dạy con cái. Trong xã hội hiện đại, nhu cầu của con người ngày càng phát triển
đồng thời những đòi hỏi của xã hội buộc con người phải tích lũy nhiều hơn những kỹ năng và kinh nghiệm. Việc quyết định cho con cái học đến mức nào, học nghề gì, học thêm những cái gì cũng là những chủ đề tranh luận thường xuyên trong gia đình. Ngoài ra vấn đề về việc thực hiện các nghĩa vụ, các vai trò của các thành viên trong gia đình trong điều kiện hiện nay thường xuyên bị vi phạm cũng là một trong những vấn đề dẫn đến sự bất đồng. Nạn bạo hành gia đình được biểu hiện như thế nào? Thông thường người ta hay chú ý đến những biểu hiện có liên quan đến ngược đãi về thân thể và lời nói, ngược đãi về tình cảm, những ngược đãi liên quan đến tình dục, ngược đãi về thân thể và lời nói. Ở Việt Nam hiếm khi sự ngược đãi về thân thể và lời nói nghiêm trọng tới mức thu hút sự chú ý của hàng xóm. Từ kết quả nghiên cứu qua các cuộc thảo luận nhóm của Dũng Mạnh Lợi, có thể thấy nhận định về ngược đãi thân thể của một số nhóm như sau. Phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ngược đãi về lời nói xảy ra trong khoảng 20% gia đình và bạo lực về thân thể xảy ra trong khoảng 10% gia đình. Đàn ông Huế đánh giá rằng 50% các ông chồng trong khu vực ở của họ có hành động ngược đãi về lời nói đối với vợ. Một nhóm nam giới ở nông thôn ở Hà Nội đánh giá rằng chỉ khoảng 10% gia đình trong xã có hành động bạo lực chống lại người vợ dưới dạng này hay khác, và đánh vợ chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Một nhóm phụ nữ ở nông thôn ở Hà Nội đưa ra đánh giá với dưới 5% phụ nữ trong xã phải chịu nạn bạo lực nghiêm trọng. Ngược đãi về tình cảm, cách tiếp cận chiến tranh lạnh được cả phụ nữ và nam giới sử dụng để đối phó với xung đột. Cách tiếp cận này bao gồm việc phớt lờ nhau và không nói chuyện với nhau trong một thời gian. Tuy nhiên điều này nói chung không được nhìn nhận từ một dạng của bạo lực hay ngược đãi. 75% người chồng phớt lờ vợ của mình. Các ngược đãi liên quan đến tình dục. Các ngược đãi liên quan đến tình dục trong gia đình thường có hình thức ngược đãi về tình cảm, phớt lờ vợ một cách có hệ thống, người chồng có nhân tình, hay ngược đãi về thân thể, cưỡng ép làm tình. Trong nền văn hóa Việt Nam, cũng như nhiều nền văn hóa khác, người ta coi việc làm tình với vợ của mình là quyền của người chồng. Một khi họ đã là vợ chồng thì không thể gọi là bất hợp pháp được. Đó là quyền của người chồng và quyền đó không thể được coi là bất hợp pháp được, vì người chồng và người vợ có quyền đó. Theo ý tôi, đó cũng không phải là sự ngược đãi. Tôi không nghĩ rằng việc phê phán anh ta là điều tốt. Là phụ nữ, chúng ta nên cư xử sao cho người chồng quan tâm đến chúng ta để giảm bớt cái cảm giác khó chịu. Nhiều bạn tôi nói với tôi, ôi trời, nằm xuống và kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Người khác thì từ chối người chồng để điều khiển anh ta, muốn anh ta xin xỏ nhiều lần và hứa làm những việc khác cho mình trước khi cho anh ta làm tình. Ngược đãi chỉ xảy ra khi anh ta chửi tục và đánh vợ để cưỡng bức làm tình. Còn thì chẳng phải là ngược đãi. Phụ nữ nông dân 41 tuổi, Vũ Mạnh Lợi 1999. Hai nhỏ, nạn bạo hành đối với trẻ em. Khi có nạn bạo hành trong gia đình, nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em cũng là người chịu chung số phận. Nếu như phụ nữ đã bắt đầu được bảo vệ bởi luật pháp trước chồng của họ, thì pháp luật và đặc biệt là dư luận xã hội hiện nay vẫn chưa có những biện pháp mang tính pháp lý để bảo vệ trẻ em khỏi sự khắc nghiệt của bố mẹ chúng. Theo tập quán, người ta vẫn cho rằng cần phải dạy con từ thuở còn thơ và thương cho roi cho vọt. Vì vậy, trừ những trường hợp quá nghiêm trọng, hàng xóm không quan tâm đến những kẻ bị đòn. Cuộc nghiên cứu thăm dò dư luận trẻ em của Viện Nghiên cứu Thanh Thiếu Niên tiến hành cuối năm 1998 về các hình thức xử phạt của cha mẹ đối với con cái đã cho thấy một con số rất đáng ngại về tình hình bạo lực đối với trẻ em. Trong số 1.240 em nhỏ được hỏi, có tới 90,52% cho rằng chúng thường bị cha mẹ đánh khi có lỗi, trong đó vừa đánh vừa mắng 25,6%, đánh đau là 64,92%. Lê Thị Quý, năm 1999. Người ta nhìn nhận về những trận đòn trẻ em như thế nào? Đánh con là dạy con, vì vậy nếu trẻ bị đánh là lỗi của chúng. Cái lỗi của chúng thường là sự không tuân thủ. Những nhà nghiên cứu cho rằng, thường những người dạy dỗ bằng roi vọt thường nhìn nhận những lỗi lầm của con trẻ bằng chính con mắt và những kinh nghiệm của mình. Cha mẹ thường cho rằng đánh con là quyền của họ. Con tôi đẻ, tôi nuôi, tôi có quyền đánh. Đó là câu trả lời của những người làm cha làm mẹ. Người ta cho rằng đánh con là biện pháp dạy con cứng rắn hơn so với khuyên nhủ. Nhiều người xác nhận tính hiệu quả trước mắt của hiện tượng này. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ lại không hiểu vì sao chúng bị đòn. Cũng theo các số liệu điều tra dư luận trẻ em của Viện Nghiên cứu Thanh niên, trong số các em được phỏng vấn, có lỗi và bị cha mẹ xử tội đã có 45% số em nói rằng
mình là người quan ức. Có tới 72,085 số em được phỏng vấn nói rằng các em rất đau buồn khi bị xử phạt. 27,92% nói rằng các em rất tức giận bố mẹ. Tỷ lệ các em rất tức giận bố mẹ cao nhất là ở nhóm những em bước vào tuổi vị thành niên, tức là từ 14 đến 16 tuổi, 45,95%. Không thể nói là các em không có lỗi, nhưng chúng không được hiểu về những lỗi lầm của chúng. Nếu coi đánh con là biện pháp giáo dục, thì trẻ phải được hiểu rõ chúng sai ở chỗ nào, vì sao không nên hành động như thế, lần sau cần phải thực hiện như thế nào. Thực tế cho thấy khi bố mẹ bận rộn hay thất bại trong lĩnh vực kinh tế hay quan hệ, họ thường xuyên sử dụng đòn roi với đứa trẻ. Lỗi lầm của đứa trẻ chỉ là nguyên cớ để trút nỗi bực dọc của họ mà thôi. Nhiều đứa trẻ tỏ ra bất bình trước sự vô lý đó, và sự phản ứng của đứa trẻ lại như dầu đổ vào lửa, và cuối cùng nó vẫn là người bị thiệt thòi. Sự liên minh không thành. Khi trong gia đình có một người nóng giận, cần có những người còn lại để xoa dịu cơn bốc quả của người cha. Tuy nhiên, uy quyền của người cha và vị thế thứ yếu của phụ nữ trong một số gia đình đã làm cho người mẹ tuy rất thương con, nhưng không thể giúp được gì cho chúng cả. Sự liên minh lúc này chỉ được biểu hiện bằng sự thông cảm mà thôi. Nhiều em khi bị bố đánh đập đã cầu xin sự che chở của mẹ, nhưng mẹ chúng cũng bất lực. Họ thường trả lời rằng, thôi con cố chịu đựng, bố hồi nãy rất khó tính, mẹ cũng chả xin được đâu. Sự đau đớn về thể xác lúc này lại kèm theo cảm giác bị bỏ rơi làm cho đứa trẻ càng cảm thấy cô đơn và hụt hẫng hơn. Thực tế cho thấy, hiện nay vẫn còn khá nhiều ông bố bà mẹ không hiểu được rằng, việc dùng bạo lực với con cái là hoàn toàn đồng nghĩa với việc tạo cho chúng quen dần với việc dùng bạo lực với người khác. Các công trình nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong không khí của bạo lực gia đình thường dùng bạo lực trong việc xử lý các quan hệ xã hội, bạn bè, thậm chí cả anh em họ hàng. Bạo lực gia đình đã biến nhiều đứa trẻ hiền lành trở nên hung dữ, và trong nhiều trường hợp cũng dùng cả những hình thức tàn bạo dã man để đối xử với người khác. Theo một phạm nhân nhỏ tuổi, chúng tôi nhận thấy phần lớn các em đều lớn lên từ những gia đình không hòa thuận và quen phải nhìn thấy những cảnh bạo lực không chỉ trong phim ảnh mà trong chính gia đình chúng. Nỗi thống khổ và sự sợ hãi đó sẽ còn đeo đẳng và lớn lên gấp nhiều lần đối với con người nếu người đó luôn phải sống trong một gia đình ít tình yêu thương mà nhiều bạo lực. Thực tế đã cho thấy nếu trẻ em được sống trong môi trường gia đình êm ấm lành mạnh mà trong đó cha mẹ luôn có phương pháp giáo dục tế nhị, hiểu và thông cảm, thì chúng sẽ vượt qua được những mặc cảm sợ hãi ban đầu và trở thành những công dân can đảm mạnh mẽ. Còn ngược lại, sống trong gia đình luôn xảy ra bạo lực thì dễ dẫn đến những biểu hiện của tâm bệnh lý như trầm cảm, tính nhu nhược, thiếu tự tin hoặc chuyển sang thái cực hung hăng, dữ tợn. Sự trốn chạy. Đối với những đứa trẻ có xu hướng rời xa gia đình, dễ dàng tiếp thu những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hoặc trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội. Theo Lê Thị Quý, phản ứng thường thấy ở những đứa trẻ phải sống trong gia đình lục đục, luôn có bạo lực là lảng tránh tất cả. Ban đầu thì chúng lảng tránh sự lục đục của người lớn, xa lánh những cuộc cãi giả, gây lộn thường xuyên và gần như vô bổ của cha mẹ. Khi những cuộc cãi giả và gây lộn càng nhiều lên và nặng nề tới mức không thể chịu đựng nổi, thì chúng sẽ lảng tránh cả cuộc sống gia đình. Các cuộc điều tra xã hội học về trẻ em lang thang ở Hà Nội đã cho thấy trong số trẻ em bỏ nhà ra đi là do những nguyên nhân từ phía gia đình. Trẻ không nói là chúng thấy nhẹ người khi cha mẹ bỏ nhau, mà ngược lại hầu hết chúng đều tỏ ra đau khổ và ước muốn cha mẹ trở về sống hòa thuận bên nhau. Tuy nhiên chúng cũng hiểu rằng đó là những ước mơ không tưởng và chúng buộc phải rời bỏ gia đình. Bỏ nhà ra đi cũng là giải pháp tối ưu và cuối cùng của nhiều đứa trẻ đã được sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ sống chung nhưng bất hòa. Chúng muốn tránh phải tiếp tục chịu đựng những ngày tháng nặng nề, những trận đòn roi cũng như không khí bất ổn gia đình. Trong nhiều trường hợp, các em đã không có được một sự lựa chọn nào khác. Cuộc sống không cần có sự nâng đỡ và niềm an ủi từ phía gia đình, cũng dẫn người ta đến chỗ có thói quen quay lưng lại với gia đình, quay lưng lại với tất cả các mối quan hệ gia đình. Mặt khác, cuộc sống xa lánh gia đình của những đứa trẻ sinh ra và lớn lên từ bạo lực gia đình cũng khiến cho chúng buộc phải tìm đến với những niềm an ủi khác từ bên ngoài xã hội rộng lớn. Chúng ta đều biết, môi trường xã hội trong cuộc sống của trẻ em hiện nay có quá nhiều yếu tố bất lợi cho sự phát triển nhân cách. Nạn bạo hành trong gia đình là quá trình phức tạp, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau và để lại những hậu quả xã hội lâu dài.
Điều mà các nhà nghiên cứu mong muốn là được các nhà làm chính sách chú ý hơn nữa. Những người làm công tác tuyên truyền cũng cần phải nhìn nhận rõ nhiệm vụ của mình trong việc làm thay đổi những nhận thức sai lầm mang tính truyền thống về nạn bạo hành trong công chúng. 4 La Mã, ly hôn và những hệ quả của nó. Một nhỏ, ly hôn vấn đề cá nhân hay xã hội? Ly hôn trong điều kiện hiện nay không còn là hiện tượng cá biệt, nó phổ biến trên thế giới và ngày càng gia tăng. Nếu như trước kia nó chỉ phổ biến ở các nước phương Tây, thì nay ở các nước đang phát triển, người ta cũng tỏ ra lo ngại cho tình trạng ngày càng gia tăng này. Tỷ lệ ly hôn cao làm cho những người trưởng thành đã ly hôn ngày càng tăng. Trong số họ có những người sẽ tái kết hôn, một số khác sẽ sống chung không hôn thú, cũng không loại trừ trường hợp có người sẽ độc thân trong thời gian dài. Tỷ lệ ly hôn cao làm cho những người làm công tác quản lý xã hội, các nhà nghiên cứu cảm thấy lo ngại. Các phương tiện truyền thông đại chúng không ngừng đưa ra những hệ quả của vấn đề này. Số người ly hôn ngày càng tăng là không thể chối cãi. Tuy nhiên người ta khó lòng đưa ra được những con số chính xác về tỷ lệ ly hôn vì sự khác biệt trong công tác thống kê. Có người thống kê những vụ ly hôn đã xảy ra trên thực tế, số lượng người ly hôn. Họ không đưa ra con số của những vụ kết hôn. Nhiều số liệu thống kê được tính theo tỷ lệ, nhưng không phải lúc nào người ta cũng tính số người ly hôn trên số những cặp đã kết hôn trong một thời điểm nhất định nào đó. Nhà nhân khẩu học Thomas S. Benset đã đưa ra một tỷ lệ rất cụ thể. Giữa những năm 1970, đã có 45% các cuộc hôn nhân của phụ nữ da trắng đã kết thúc, khác ly hôn ở phụ nữ da đen là 47%. Người ta còn có thể dự báo được tình hình ly hôn trong tương lai dựa trên những số liệu hiện tại. Chẳng hạn văn phòng điều tra dân số Mỹ Norton và Moman dự kiến rằng gần 6 trên 10 số người Mỹ sinh ra giữa những năm 1946 và 1955 đã kết hôn. Cuối cùng thế nào cũng kết thúc bằng ly hôn. Tỷ lệ ly hôn cao hơn có ý nghĩa là các cuộc hôn nhân ngắn lại và con số tái hôn sẽ tăng lên. Điều này cho thấy hôn nhân như một thể chế, trước hết tại các nước phương Tây, sau nữa là các nước đang phát triển đang bị lung lay. Các nhà nghiên cứu lo ngại, hôn nhân vẫn còn quan trọng, nhưng ý nghĩa của nó giảm đi tương đối nhiều so với các sự kiện của cuộc sống. Người ta lý giải hiện tượng này bằng một số điểm. Trước hết là sự cởi mở của các đạo luật đề cao sự tự do của con người, làm cho việc ly hôn trở nên dễ dàng hơn. Ở Canada trong những năm 70 và 80, tỷ lệ hôn nhân giảm xuống và tỷ lệ ly hôn tăng lên. Ở Anh, các đạo luật ly hôn được tự do hóa vào năm 1925 và năm 1937. Đến năm 1971 và năm 1984, cải cách một lần nữa. Sau một thời gian dài, đạo luật đó giúp cho những người phụ nữ dễ dàng hơn trong việc khởi kiện. Bất cứ nơi nào, luật pháp ly hôn thông thoáng hơn, tỷ lệ ly hôn sẽ cao hơn. Đổi lại, luật pháp ly hôn dễ dàng hơn là để đáp lại những thay đổi trong thái độ của xã hội. Lon Chapman, 2001. Những thay đổi trong thái độ của xã hội thể hiện ở chỗ, phần lớn các gia đình đã mất đi chức năng là một đơn vị sản xuất, vì thế những thành viên trong gia đình không còn ràng buộc với nhau bởi những mối liên hệ mang tính kinh tế. Như vậy, đã có nhiều giá trị hơn được đặt vào hôn nhân vì sự đồng hành trong tình cảm. Về mặt logic, khi người ta không đạt được những gì kỳ vọng thì sự thất vọng trở nên rõ ràng hơn. Những người ly hôn là ai? Các công trình nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra những nhóm người thực hiện ly hôn như sau. Những người kết hôn sớm không có điều kiện học để có thể lĩnh hội được kiến thức và trình độ tay nghề cao, họ phải sống trong nghèo khổ. Những người phụ nữ làm việc hưởng lương cũng có tỷ lệ ly hôn cao hơn so với những người nội trợ. Khi người phụ nữ độc lập về tài chính, họ ít bị bó buộc phải duy trì một quan hệ hôn nhân khi không còn tình cảm. Đồng thời, những người phụ nữ sau khi làm vợ mới đi làm có nguy cơ ly hôn cao hơn những người phụ nữ đã đi làm rồi mới làm vợ. Những kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam, có mối tương quan rất rõ nét giữa ly hôn và vô sinh. Theo Basic, ở Mỹ các cặp vô sinh ly hôn nhiều hơn các đôi có một con, và các gia đình càng ít con càng dễ ly hôn hơn. Basic, 1999. Thời gian sống chung của các cặp vợ chồng cũng là một chỉ báo cho tính bền vững của hôn nhân. Theo các nhà xã hội học, nguy cơ ly hôn giảm dần trong 10 năm đầu tiên và ở mức 30% hay hơn vào cuối thời kỳ này, tức là thời gian chung sống càng lâu càng ít có khả năng ly hôn. Đó là những điểm chung nhất có thể dễ dàng nhận thấy ở các xã hội.
Tuy nhiên, những yếu tố về lịch sử và văn hóa của mỗi nước, mỗi dân tộc cũng thể hiện sự tác động mạnh mẽ đến tình hình ly hôn. Ví dụ, những người có niềm tin tôn giáo sẽ ít ly hôn hơn ở những nước phương Đông. Hai nhỏ, tốt hay xấu? Dù cho ly hôn chính đáng hay không, nó vẫn để lại những hệ quả không mong muốn. Sự tổn thương đến với tất cả các thành viên, đặc biệt các thành viên chưa đến hoặc ngoài tuổi lao động. Những ảnh hưởng này không đơn thuần thể hiện trong khía cạnh kinh tế, mà còn trong lĩnh vực tâm sinh lý. Những người rơi vào hoàn cảnh này thường không tránh khỏi những nguy cơ buồn chán, tuyệt vọng, dễ bị bệnh và tuổi thọ thấp. Durkheim, nghiên cứu về tự sát từ thế kỷ trước nữa, cũng đã chỉ rõ sự ly hôn ảnh hưởng nặng nề về mặt tâm lý đến nam giới, dẫn đến tình trạng tự sát của nam giới bao giờ cũng cao hơn nữ khi cả hai trong cùng hoàn cảnh này. Còn đối với phụ nữ, những ảnh hưởng ly hôn lại thể hiện rất nặng nề. Đối với họ, ly hôn là một bước sa sút trong tiêu chuẩn sinh hoạt của họ. Các nhà xã hội học phương Tây cũng nêu lên một quan điểm đáng lưu ý là với một cách nhìn mới về ly hôn liên quan đến quan niệm hôn nhân hiện đại, thì ly hôn không phải là một hành vi lệch chuẩn của xã hội, vi phạm đạo đức xã hội, mà nó nằm chính trong logic mới của hôn nhân. Hôn nhân là tự nguyện đôi vợ chồng tìm kiếm trong hôn nhân, trước hết là hạnh phúc lứa đôi, sự hòa hợp về tâm lý, tình cảm, tình dục. Hôn nhân dù được pháp luật công nhận cũng không phải là sự cam kết vĩnh viễn. Đôi khi vợ chồng không thực hiện được những lời hứa hẹn với nhau thì họ có thể chia tay nhau một cách tự nguyện. Đặc biệt khi người phụ nữ đang hoạt động nghề nghiệp chuyên môn lại thấy bị gò bó một cách không bình đẳng vì công việc nội trợ gia đình, ít được người chồng san sẻ, sự phát triển cá nhân lại bị ngăn trở, thì họ lại tìm cách thoát ra bằng một cuộc ly hôn và được người chồng chấp nhận. Như vậy, ly hôn là một hiện tượng đi đôi với hôn nhân tự do và thể hiện một bước tiến của sự bình đẳng về giới trong gia đình. Một cuộc hôn nhân tự nguyện phù hợp với một cuộc chia tay ít đau khổ nhất cho đôi vợ chồng và con cái. Ly hôn không phải là sự từ chối hôn nhân, vì sau đó lại có nhiều vụ kết hôn lại lần thứ hai, lần thứ ba. Ví dụ, ở Pháp có 34.476 đàn ông và 31.000 phụ nữ kết hôn lại năm 1978. Chiếm tỷ lệ 9,7% số đám cưới nam và 8,8% số đám cưới nữ. Ly hôn luôn xảy ra, được chấp nhận coi là bình thường. Ly hôn ngày càng là sự giải tỏa cho những bế tắc của gia đình. Nói một cách khác, họ cho rằng ly hôn là dấu hiệu lành mạnh của thiết chế gia đình, một thiết chế không gò bó, cứng nhắc mà linh hoạt. Vì thế, theo họ, ly hôn là một yếu tố hợp thành mẫu hôn nhân của thời đại mới. Những nguyên nhân xã hội đã ảnh hưởng đến tỷ lệ ly hôn tăng lên. Theo Lê Thi bao gồm: thứ nhất, đó là lần cách mạng tình dục diễn ra từ những năm 1960. Thứ hai là công cuộc giải phóng phụ nữ được đẩy mạnh, đặc biệt trong những năm tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các quốc gia Âu Mỹ tăng lên nhanh chóng. Thứ ba là sự nảy sinh các quan niệm mới về hôn nhân và gia đình, việc đánh giá thấp việc kết hôn chính thức, cũng như sự chung thủy vợ chồng, vấn đề hôn nhân, nạo thai có con ngoài giá thú, được xã hội chấp nhận. Cũng có những nguyên nhân cụ thể được nêu lên là kết hôn sớm trước tuổi, chưa đủ hiểu biết, kinh nghiệm sống để xây dựng gia đình. Kết hôn vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ đối tượng, sao dễ sinh thất vọng. Có thai trước khi kết hôn, buộc cả hai bên hay một bên phải cưới tuy chưa đồng ý. Cũng có nguyên nhân do sự khác nhau về tôn giáo, nguồn gốc gia đình, lối sống. Ở mỗi nước, từng thời gian sự quan trọng của các yếu tố trên lại có sự thay đổi. Ba nhỏ, ly hôn ở Việt Nam có tiến kịp thế giới hay không? Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 1992, tổng số đám cưới trên 1.000 dân là 5,9%, ở thành phố 5,6%, ở nông thôn 6,12%. Ở Na Uy, 1.000 dân có 5 đám cưới, tức có 0,5% năm 1993. Với tình hình phổ biến hiện nay là con cái tự tìm hiểu, tự quyết định được sự đồng ý của cha mẹ, lễ kết hôn được xem trọng, không chỉ là việc đăng ký kết hôn với chính quyền, mà còn được tổ chức theo các phong tục, tập quán, tôn giáo địa phương và dân tộc. Lê Thi năm 1998. Tình trạng ly hôn ở các thành phố, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mấy năm nay tăng rất nhanh. Tại Hà Nội, theo thống kê của Tòa án Hà Nội từ năm 1987 đến năm 1994, có 23.738 vụ kiện ly hôn. Bài của Trần Thị Nghĩa, tạp chí Khoa học về Phụ nữ số 1 năm 96. Ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1985
đến năm 1990, có 21.814 vụ ly hôn. Từ năm 1990 đến năm 1995, có 31.637 vụ ly hôn. Từ năm 1995, có 15.918 vụ kết hôn, thì có 5.914 vụ ly hôn. Nghĩa là 5 cặp kết hôn có 2 cặp ly hôn. Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 8 năm 96, bài của Hạnh Nhân và Bích Dân. Nguyên nhân xin ly hôn do bị ngược đãi, đánh đập đứng hàng đầu, chủ yếu là chồng đánh đập vợ con, người vợ phải đứng đơn xin ly hôn. Nguyên nhân do ngoại tình xếp thứ hai cũng đáng lo ngại, sự phát triển các quan hệ nam nữ không lành mạnh, sinh hoạt tự do bừa bãi. Các nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ cao, che giấu các nguyên nhân phức tạp khác, với lý do tình hình không phù hợp. Có những đôi vợ chồng sống với nhau nhiều năm vẫn xin ly dị vì tính tình không hợp. Vậy xu hướng vận động của hiện tượng ly hôn ở nước ta như thế nào? Các tác giả nhận định, trước hết phải nói đến sự phát triển của các yếu tố xã hội mới. Tích cực đang phát động làm gia tăng các vụ ly hôn. Các vụ ly hôn do phụ nữ đứng đơn ngày càng gia tăng. Điều này chứng tỏ. Thứ nhất, phụ nữ ngày càng nhận thức tốt hơn, giác ngộ hơn về quyền bình đẳng của mình trong gia đình. Thứ hai, phụ nữ ngày càng độc lập hơn về kinh tế trong gia đình. Vì vậy khi quyết định xin ly hôn, họ không bị dồn vào cảnh bị tước đoạt hết và có khả năng trụ được lao động nuôi con cái mình. Người phụ nữ có tiền lương, có vốn kinh doanh riêng, có nhiều thuận lợi hơn so với phụ nữ nông dân trong việc xin ly hôn. Phụ nữ nông dân lao động vất vả, nhưng ruộng đất, tư liệu sản xuất, tài sản thường là của chung đứng tên chồng. Khi ly hôn có rất nhiều khó khăn để đấu tranh đòi chia tài sản một cách bình đẳng. Một yếu tố văn hóa xã hội khác cũng đang tác động làm gia tăng tỷ lệ ly hôn. Đó là các cặp nam nữ khác nhau, số đông hiện nay không phải vì tiền tài địa vị hay không phải vì để sinh con đẻ cái, mà vì mưu cầu hạnh phúc lứa đôi. Yếu tố hòa hợp về tình cảm tâm lý, kể cả hòa hợp về tình dục là yếu tố quan trọng số một, tạo nên hạnh phúc gia đình trong hoàn cảnh hiện nay. Khi không đạt được kỳ vọng, họ đã chấp nhận sự ly tán. Ly hôn tốt hay không tốt? Câu trả lời có lẽ là vừa có và vừa không. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.